Xin chào các chị, mình tên là Nguyễn Thành An, đang cư ngụ ở Atlanta, Georgia. Và ngày hôm nay mình sẽ là người host cho cái chương trình nói về giải pháp chống nám và trị nám. Đây là một trong những cái chủ đề rất là quan trọng, tại vì anh thấy có rất là nhiều người Việt của chúng ta đó. Khi nói về nám thì tại sao nó quan trọng? Tại vì khi mà gương mặt của mình không có như ý mình muốn đó, ra ngoài mình nhiều khi mình thiếu tự tin, đúng không? Và nhiều khi mình thiếu tự tin thì mình sẽ không làm được rất là nhiều cái. Cho nên ngày hôm nay có mặt của hai chuyên gia để mà hướng dẫn cho chúng ta rõ hơn về nám, nám tới từ đâu, nám sẽ đi đâu, đúng không? Và cái giải pháp của chúng ta là gì? Trước khi chúng ta bắt đầu thì anh sẽ mời, hôm nay thì anh chúng ta có một người chuyên gia làm về khoa học da và một người chuyên gia về về da. Hôm nay là toàn da không à? Cho nên là trước khi bắt đầu chắc là mời, mới là người lớn tuổi nói chuyện trước hay là người nhỏ tuổi, nên kính lão đắc thọ đây. Giờ chị lớn tuổi trước đúng không? Vậy là hôm nay chúng ta có kinh tế da nha, rồi chúng ta có khoa học da, rồi chúng ta có về chuyên viên về da, trên tất cả đều là da hết, danh da nào cũng quan trọng hết. Ok, rất là cảm ơn cái buổi live hôm nay, và rất là vui được đồng hành cùng với lại An và em Nhung trong cái buổi chia sẻ, trong cái buổi live. Và trước khi bắt đầu thì Trinh cũng xin chào đón là hello đến tất cả các anh chị đang xem chương trình phát sống lại của ba chị em chúng tôi. Để bắt đầu thì Trinh có thể chia sẻ chút xíu về bản thân của mình. Mình là khoa học gia thì Trinh Nguyễn, năm nay 47 tuổi. Tại ở Việt Nam rất là quen, hình như là cái câu đầu tiên là nói tuổi trước, đúng không? Cho mình thôi nói trước luôn cho mọi người khỏi thắc mắc. Định cư ở nước ngoài lúc mình 16 tuổi, có hơn 32 năm sống ở nước ngoài. Và cư ngụ thì Trinh sống ở tại Chicago, Illinois, nhưng mà hiện tại thì mình đang tạm định cư ở tại Việt Nam. Trước khi đồng hành cùng với Nu Skin ở tuổi 40, tức là 7 năm về trước, thì Trinh có 16 năm trong ngành nghiên cứu và bào chế thuốc, và làm cho ba tập đoàn dược phẩm của hàng đầu thế giới. Trong đó có hai công ty của Đức và công ty sau cùng mình trước khi mình rời khỏi, đó là công ty Pfizer. Và cái nghề của Trinh làm tức là nghiên cứu, bào chế và phát minh ra thuốc để chữa bệnh. Và mình cũng là đồng tác giả của rất nhiều cái ấn phẩm khoa học và hai loại thuốc sử dụng trong lâm sàng. Thì đó là một cái sơ chút xíu về bản thân thì Trinh. Và sau đó thì mình chọn mục tiêu cuộc đời nó khác hơn chút xíu nữa. Thì mình quyết định chọn Nu Skin ở 7 năm về trước. Và hôm nay thì lại rất vui được kết nối với tất cả mọi người khắp năm châu. Ok, cảm ơn chị Tuyệt Trinh. Rồi mời Nhung. Dạ, em chào anh An, chào chị Thùy Trinh. Hôm nay em cũng rất là vui và hân hạnh được nói chuyện với hai người em rất là ngưỡng mộ. Dạ, em chào tất cả các anh chị em trên Facebook. Em tên là Nhung Nguyễn, cùng họ với anh An Nguyễn. Ba người họ Nguyễn hết. Dạ, chị Thùy Trinh Nguyễn. Dạ, em cũng có 15 năm kinh nghiệm trong cái ngành manager cho những cái sản phẩm mà nổi tiếng của thế giới. Em cũng rất là, nói chung là em rất là yêu cái thích cái công việc của em. Nhưng mà qua nhờ một cái người bạn giới thiệu thì em được biết tới sản phẩm Nu Skin và em rất là thích. Dạ. Ok. Em cảm ơn. Ok, trước khi mình bắt đầu đó thì cái màn hình của Nhung nó màn cái phone nó thẳng đó, thành ra là anh sẽ thấy Dạ. nhỏ hơn. Nếu mà Nhung Ồ. để cái màn hình ngang được, anh không biết là Dạ. ngang được hay không. Dạ. Ok đó, vậy tốt hơn. Đó, rồi. Và để vào để trực tiếp, tại vì thứ nhất là đây là một cái chủ đề mà rất là nhiều người quan tâm, và thứ hai đây là một cái chủ đề không có đơn giản, cho nên chúng ta sẽ vào trực tiếp để mà hỏi trực tiếp luôn. Và hôm nay chúng ta rất là may mắn, tại vì chúng ta muốn có một cái tầm nhìn rất là khoa học và nó có những cái kiến thức đầy đủ khoa học. Bằng không đó thì khi mà bị nám, dĩ nhiên là không phải là những người đang xem cái này đều bị nám hết, đúng không? Nhưng mà chúng ta có thể xem, có thể là giúp mình hoặc là có thể giúp những người khác. Và chúng ta cần phải hiểu hiểu rõ để mà giúp mình và giúp người khác, bằng không thì chúng ta chỉ tìm tới được những cái Chờ em chút. giải pháp tạm thời thôi. Ok, thành ra là để mà chúng ta bắt đầu đó, thì cái câu hỏi đầu tiên là chúng ta cần phải hiểu được là nám tới từ đâu. Vậy thì hôm nay khoa học gia Thùy Trinh hoặc là Nhung có thể chia sẻ cho mọi người biết là nám tới từ đâu. Ok, bây giờ chắc mời chị Thùy Trinh trước, xong rồi là mời Nhung. Rồi, ok. Nguyên nhân của nám thì chắc chắn chúng ta sẽ hiểu về những cái lý do của nám, nhiếp dán gì da đúng không, trên da rất là quan trọng. Và nám, thứ nhất là mình biết là nám thì nó không có nguy hiểm tới tính mạng, nhưng mà nó sẽ làm chúng ta rất là mất tự tin.
cho phái đẹp, chỉ riêng nam nữ đều có bị nám hết. Cho nên đó là một trong những cái vấn đề rất là nan giải. Thì nám đến từ đâu thì chúng ta cần phải hiểu rõ cái nguyên nhân của nám, bởi vì đôi lúc ta không hiểu rõ nguyên nhân của nám thì chúng ta sẽ chữa sai vấn đề. Cho nên nám nó sẽ có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do nội tiết tố. Nội tiết tố của mình bị rối loạn, nó gọi là rối loạn nội tiết tố, sẽ đưa tới vấn đề là sự cân cân bằng của cái lượng estrogen ở trong cơ thể mình không được đúng, và đưa tới hắc tố da sẽ có vấn đề. Cho nên đưa vấn đề là chúng ta sẽ bị sạm màu da đi, phải đưa cho nám. Đó là một, tức là nám đó là nám từ bên trong. Kế tiếp nữa là chúng ta sẽ có cái nám là do mang thai. Trong thời kỳ mang thai là nội tiết tố cũng sẽ thay đổi. Và chúng ta thường hay có trường hợp là chúng ta lạm dụng thuốc ngừa thai cũng không chừng. Là được vấn đề đó là nám từ bên trong lẫn bên ngoài phối hợp, là chúng ta sẽ bị cân mất cân bằng ở trong người phụ nữ, là đưa tới vấn đề chúng ta sẽ bị vấn đề về nám. Cái thứ ba là do di truyền. Và di truyền á, thì hầu như là khoảng 30% phụ nữ mà xuất phát từ cái yếu tố di truyền á, di truyền thì khó mà chữa được lắm. Thực sự là nếu đã bị di truyền thì xui xẻo. Thì thật sự thì nói thẳng, nếu là gì mình biết khẳng định điều đó thì là thật sự là xui xẻo, không chữa được. Thật sự tới thời điểm này nó chỉ giảm phần nào thôi nhưng mà rất khó. Thứ tư là do căng thẳng, stress kéo dài, do công việc hay gì đó. Tại vì khi mà căng thẳng á, là cái lượng prednisolone ở trong cơ thể mình á, nó cần phải kéo về chỗ khác để nó chỉnh được cái cortisol, để cho chúng ta cân bằng lại, để chúng ta vui khỏe gì đó. Thì lúc đó cái hormone estrogen của mình sẽ bị mất rối loạn, và khi estrogen bị rối loạn thì đưa tới hắc tố da bị rối loạn. Cho nên stress cũng ảnh hưởng. Đó là điều thứ tư. Cái thứ năm nữa là do chúng ta tiếp xúc với ánh mặt trời, tức là nám từ bên ngoài, là ánh mặt trời, nhiệt độ vân vân, tức những cái tia ở phía ngoài, UV light vân vân, sẽ đưa tới vấn đề chúng ta sẽ bị nám. Cái thứ sáu là do chúng ta là người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ bị nhiều, tại nam không có dùng sử dụng mỹ phẩm, sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, và chúng ta không biết là mỹ phẩm đó, chúng ta cứ nghĩ là nó tốt vân vân, ta không rõ cái nguồn gốc, cứ nghe nói là cái này tốt tốt và chúng ta sử dụng, thì đó là cái thứ sáu sẽ đưa tới vấn đề chúng ta sẽ bị nám. Cái thứ bảy là chúng ta sẽ bị nám nữa là do chúng ta sử dụng thuốc đặc trị, đặc biệt là những người bị tiểu đường, tuyến giáp, bệnh, hay là những người bị chữa bệnh sốt rét, thì khi mà chúng ta sẽ ảnh hưởng side effect, tức là cái biến chứng của nó sẽ đưa tới vấn đề là chúng ta sẽ bị nám khi chúng ta ra ngoài, thì đó là do sử dụng thuốc đặc trị, nó từ bên trong lẫn bên ngoài sẽ ảnh hưởng tới. Cái thứ một cái điều nữa là tiếp xúc với khói bụi độc hại, môi trường ô nhiễm, những cái nơi mà không trí họ môi trường ô nhiễm, tức là những cái tia tử ngoại thối hợp những ô nhiễm này nó sẽ đưa vào trong da, rồi phối hợp với cái sử dụng cái sản phẩm ta không đúng nữa, và những cái này nó sẽ tích tụ lâu dài, nó làm hư hại cái làn da của mình, đưa tới nám. Rồi cái một yếu tố nữa là yếu tố sinh hoạt không hợp lý. Yếu tố sinh hoạt không hợp lý có nghĩa là những cái kích thích cà phê, đồ uống có ga, đồ lon, đồ ăn nhanh, do cơm áo gạo tiền chúng ta bận rộn và cái thói quen ăn uống ta không thay đổi, cho nên đưa tới vấn đề đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới tới cái nám của già. Thì đó là tất cả những cái nguyên nhân đưa tới nám, cho mình phải hiểu nó từ lý đâu thì mình sẽ dễ tìm dễ có cái phương pháp để mình chữa trị. Không biết là Nhung có thể góp ý thêm những phần nào chị Trinh bị thiếu. Dạ, chị nói rất là đầy đủ những cái về nám. Em yeah. Em nghe chị có thấy uống bia bị nám em hơi lo thôi, nhưng mấy cái kia thì em ok. Cái chuyện mà sanh con bị nám thì em không có lo tới. Rồi mỹ phẩm sai em không có lo. Trong này em cũng dẹp được vài cái rồi. Nhưng mà trong này có khá nhiều nguyên nhân bị nám đúng không? Dạ yeah. Theo cái trải nghiệm yeah. Nhung làm bên da khá nhiều, thì những người mà tới với Nhung thường thường họ bị nám vì nguyên do gì? Thường thường những cái người bị nám họ tới với em là họ là do hầu như là vì giống như là bị nám bởi ánh nắng mặt trời á anh, rồi bị nám là tại vì họ xài, họ làm giống như những cái anh chị mà những cái anh chị làm nail á, có anh nữa nha làm nail á thì gần cái đèn á thì họ hay bị nám từ trên trán xuống ngay cái chỗ cái mặt mà dưới cái vùng mắt. Rồi trường hợp là thường thường nám là do cái hormone của mình đã thay đổi đó, thì phụ nữ từ 35 cho tới 40 thì cũng hay bị nám. Rồi phụ nữ từ 40 cho tới 45 là những cái người phụ nữ mà họ tiền mãn kinh dạ dạ thì cái da của họ cũng bị đen dạ. Cái đó thì chỉ có chị Thùy Trinh biết thôi, em không biết. Nhưng mà dĩ nhiên là chị Thùy Trinh đưa ra có khá nhiều lý do để mà một người bị nám.
Rồi dĩ nhiên là cái trải nghiệm của Nhung là người mà chuyên môn về chăm sóc những người về da đó, thì dĩ nhiên là mình tiếp cận nguyên nhân có thể rất là nhiều, nhưng mà có thể những cái đối tượng mình tiếp cận đó, thì nó quanh đi quẩn lại một số những cái nguyên nhân nổi bật. Ví dụ người Việt mình có thể là bị trong cái ngành mình hóa chất nè, ánh nắng nè, rồi chế độ dinh dưỡng nè, tức là có một số cái làm cho người Việt của mình bị nám nhiều hơn những người khác chẳng hạn. Thì theo chị Thùy Trinh hoặc là theo theo Nhung trước đi, thì những cái mà gọi là top 3 đó, ba cái lý do lớn nhất mà người Việt mình gặp là tạo ra nám là gì? Là do cũng là do thiếu chất dinh dưỡng, rồi do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, và đa số người Việt của mình đó là không có xài kem chống nắng khi mà đi ra ngoài đường, hoặc là xài kem chống nắng mà bỏ lên rồi đi ra liền chứ không có đợi là nửa tiếng rồi mới đi ra ngoài. Cho nên khi nhiều khi mình chạy tới cái chỗ làm nửa tiếng thì cái mặt của mình nó cũng bị đen rồi. Thì một lát chúng ta sẽ quay lại về cái kem chống nắng, tại vì đây là cái mà anh cũng quan sát thấy như vậy. Tại nhiều khi mình nghĩ rằng mình đi biển mới xài kem chống nắng thôi, còn bình thường không để ý, hoặc là có thể xài cái loại mà không có đúng, thành ra nó vẫn tạo cái kết quả như thường, nó vẫn bị tác hại như thường. Thì bây giờ chúng ta đi vào sâu một chút nữa đó, tức là nguyên do thì có rất là nhiều, nhưng Nhưng mà mà cho chị giải pháp hoặc là trước trước khi mình đi vào những cái giải pháp sâu hơn đó, thì mình có thể nói chuyện trước này, tại vì có rất là nhiều người bị nám, họ cũng đang tìm ra những cái giải pháp bây giờ. Thì thứ nhất là theo cách nhìn của chị Thùy Trinh, rồi kế tiếp là Nhung sẽ chia sẻ là đối với những người bình thường bây giờ khi họ bị nám thì họ tìm cái giải pháp bằng cách nào, và cái cách nhìn, cái quan điểm của chị Thùy Trinh và của Nhung, quan điểm chuyên môn đó, về những cái phương pháp là như thế nào. Góp ý trước cái phần của Nhung nói đó, thì Nguyên An hỏi là phụ nữ Việt Nam tại sao hay bị nám nhiều á so với người khác, là bây giờ da của mình nó trắng hơn những người khác, đó là một. Thứ hai nữa là người phụ Việt Nam chúng ta là cái vấn đề mà chúng ta sử dụng mỹ phẩm rất là nhiều, chúng ta sử dụng mỹ phẩm rất là nhiều, và cái cách mà chúng ta sử dụng mỹ phẩm không đúng, trong đó có cái cách chúng ta rửa mặt không đúng, là một trong những cái thực sự tác hại rất lớn. Là chúng ta rửa, chúng ta cứ nghĩ là ta rửa mặt đúng là một cái, và mỹ phẩm không đúng và những cái này lâu ngày nó tích tụ, phối hợp với người phụ nữ Việt Nam là chúng ta sinh con đẻ cái rất là nhiều, và thật sự bên trong nó rất là nhiều về rối loạn nội tiết tố, giống như nãy Nhung nói là 30 tới 40 trở lên là chúng ta trong cái thời kỳ ngừa thai rồi sinh con là sẽ bị, rồi bắt đầu vừa xong cái giai đoạn đó thì chúng ta qua tới cái đoạn là tiền mãn kinh rất là khổ nha, rồi thay đổi lượng hormone nữa, cho nên đó là những cái yếu tố thật sự rất là sâu sắc mà nó đưa tới vấn đề nám. Bây giờ cái câu hỏi của An đó là bây giờ nếu nám thì chúng ta sẽ làm gì, thì việc đầu tiên giống như thì Trinh chia sẻ theo kiến thức của mình, theo những gì mình hiểu về khía cạnh khoa học, còn về lâm sàng có thể Nhung là người sẽ hiểu nhiều nhất, bởi vì Nhung gặp rất nhiều những cái người này trong 15 năm kinh nghiệm của Nhung. Nhung có thể bổ sung giùm chị kiến thức của thầy Trinh và những kinh nghiệm của mình, và trong 7 năm mà mình giúp cho những người theo cái kiến khoa học của mình đó, là những người mà bị nám, thứ nhất là mình phải định rõ nguyên nhân lý do tại sao mình bị nám. Hầu như chúng ta không khẳng định được cái lý do chúng ta bị nám thì cái đó là cái rất là sai lầm, cho mình phải hỏi kỹ cái người đó, hoặc là mình phải biết là mình bị nám là do cái lý do gì. Và khi chúng ta hiểu rõ cái nguyên nhân chúng ta bị nám thì chúng ta phải gọi là cái nám đó mình là bao lâu, tức là độ thâm niên của nám. Nếu mà nó sớm thì nó dễ chữa, nhưng mà nó qua tới 2 năm 3 năm và nó trở thành thâm niên thì cực kỳ khó chữa. Và khi đã nói thì trên thường hay ví dụ một câu là nám là bệnh của nhà giàu, bởi vì mình biết là có những cái chữa nám là mấy chục ngàn đô này. Nhung có thể rất là rành, ở Việt Nam thì Trinh nghe nói có những người là họ sẵn sàng 300-400 triệu họ chẳng chàng sữa, nhưng mà cái đó là Trinh muốn là nám nó không có con đường tắt để dẫn tới mà chúng ta đi chữa nám, cho nên mình hiểu rõ cái nguyên nhân nám trước rồi sau đó chúng ta mới khẳng định là bây giờ phương pháp nào để giúp chúng ta hết cái nám này. Và ba là chúng ta cần phải hiểu có một cái tư duy là nám này cần thời gian rất lâu dài. Thứ tư, đừng bao giờ chọn những cái gọi là dao kéo phẫu thuật, những cái này nó không có bền bỉ, và hầu như là chúng ta hay phụ nữ chúng ta hay chọn cái đường nhanh nhất, nghĩ là bây giờ đi phẫu thuật dùng lăng kim laser hay là uống thuốc, ở bên Mỹ có những cái gọi là chúng ta uống thuốc vào trong đó, hoặc là chúng ta tẩy trắng da. Thì những cái này thì trong lúc mà nói chuyện á là mình có lấy lại là đây là director, là giám đốc hả của bệnh viện da liễu ở Đại học Harvard, và ông ta là người bác sĩ cho Massachusetts General Hospital. Ông ta nói là hãy tránh xa tất cả những cái viện thẩm mỹ, đó là cái là lời của Massachusetts. Thì trên có khố đàng hoàng chứ không phải mình lấy đâu ra hết, là ông ta nói là khi mà hiểu rõ cái nguyên nhân nám thì mình có thể tự điều trị được, còn đôi lúc chúng ta chọn cái phương pháp là đi tới những cái chỗ này và những chuyên gia này thực sự không có làm được cho mình tốt, và chúng ta không có biết cách duy trì và rốt cuộc làm hại cái da mình
cao hơn, và tỷ lệ mà đi tới những cái viện mà chữa cho mình á, xác suất để thành công là dưới 10%, dưới 10%, và rất là tốn tiền. Cho nên khi mình hiểu rõ cái nguyên nhân rồi đó thì mình sẽ có cái liệu trình tự chữa vẫn hay hơn. Cái này là cái kinh nghiệm của chị. Ok, còn Nhung? Dạ, theo kinh nghiệm của em á, thì khi mà em recommend một cái sản phẩm khi mà cho một cái người nào á, thì mình thường thường là mình phải nghe, mình lắng nghe người ta nói. Nhiều khi á, khách hàng á, một khách hàng, ví dụ như một khách hàng họ nói là ô da của chị á, là bị nám, mà chị xài cái gì của chị xài nhiều thứ lắm mà nó không có hết, rồi chị cũng đi laser, rồi chị cũng đi lăng kim, nhưng mà nó không có hết, rồi nó không, lúc đầu là nó hết rồi sau đó 3 tháng cái nó trở lại, mà bây giờ nó còn đậm hơn. Đó là lý do tại sao mình không có nên làm giống như chị Thùy Trinh đã nói. Thực ra những cái sản phẩm ngoài kia là bán á, là mình xài, thì nếu mà mình xài mà theo mà đúng cách, theo cái sự hướng dẫn của một cái người advisor thì nó sẽ work. Cho nên trước khi mà mình, với lại khi cái này nó hết nhưng mà nó sẽ nó sẽ tốn một cái thời gian. Khi mà nó tốn thời gian, có nhiều người họ làm biếng thì họ không có xài. Nhưng mà như hôm nay em không có xài mỹ phẩm, để em nói cho, tại vì em cũng mới sinh con 6 tháng, cho nên em bị nám một bên. Xong đó, tại vì cái này là nám ở bên ngoài cho nên mình có thể chữa được. Nếu mà mình phát hiện kịp thời thì mình chữa được. Thì mình bỏ lên giống như là xài cái tri phê 3, thực ra 3 tháng á, mình xài có 3 tháng mà nó mờ đi rồi. Dạ. Còn nám mà vô mà cái trung bì á, là cái phần mà ở bên giữa, mà có nhiều người họ nói là ô mình bị nám là 2-3 năm rồi đó. Thì thường thường á, là mấy cái người bị nám mà 2-3 năm rồi đó thì phải cần tốn một cái thời gian. Với lại cái theo cái cách chỉ của em á, em advice thì người ta xài á, nhưng mà nám rất là khó trị nha, chứ không có phải là dễ trị. Nó phải tốn một cái thời gian lâu dài và mình phải commit, là có thể là mình phải giống như là nghe cái sự hướng dẫn của người họ hướng dẫn thì, và mình xài thêm một cái thời gian thì nó sẽ hết, nhưng mà không có hết 100%, mà nó, nếu mà ở trong cái lớp trung bì rồi thì sẽ không có hết, tại vì cái nội tiết tố của mình á, cái da của mình nó tiết ra một cái màu, nó gọi là cái melanin, cái color ai cũng vậy hết trơn á. Mà đặc biệt là người Việt của mình và người châu Á là dễ bị nám hơn, tại vì cái da của mình nó rất là sensitive, với lại da của mình nó rất là mỏng. Thực ra người ta nói người của mình nó là da dày, hay là nói là da đàn ông là da dày, nhưng mà thực ra đàn ông nó cũng rất là dễ bị nám, nhưng mà tại vì da màu cho nên mình không có thấy thôi. Dạ. Da đàn ông nó skin dày thôi, tại vì làm nó skin lâu quá đó, mặt nó chai nó dày thôi. Một cái nữa là nhiều biết không, tại sao người đàn ông ít nám? Là thứ nhất là khi người đàn ông họ bị nám á, họ không để ý, và họ không có kiểu như là người Việt Nam thì cái da mình sợ mất tự tin và mình lo chữa. Nhưng mà người đàn ông họ để tự nhiên, rốt cuộc cái nám của họ nó dần dần nó vẫn biến mất. Nhưng mà người phụ nữ là khi bắt đầu rất là hoang mang, và chúng ta bắt đầu dùng kem chống nắng, dùng đủ thứ hết, là cái này là cái tai hại. Cho nên người phụ nữ bị nám nó càng bị nám nặng. Đặc biệt là chị góp ý thêm với phần của bổ sung thêm đó, là chúng ta bắt đầu bôn ba chạy tìm con chống nắng, kem chống nắng, hay là bôn ba chạy tìm một cái tư vấn giống như Nhung nói. Nhưng mà cái chỗ chuyên gia tư vấn là mình phải hiểu, là mình phải biết được nguồn gốc xuất xứ của chuyên gia tư vấn đó là ai, thì cái đó rất là quan trọng. Và thì chị đang nói là kiểm chứng của director, tức là giám đốc của bệnh viện đàng hoàng, họ còn khuyến cáo là không nên luôn. Và khi mình biết được thì, cho nên cái thì nói là, cho nên người ta không cái nám mình bị nặng là do chúng ta bị thiếu kiến thức và cái sự tư vấn bị sai. Cho nên cái mà ông ta nói là nhận định hiểu hết cái này rồi, mình phải là cái người tự chữa cho mình, nó vẫn là tốt nhất, là cái thông minh nhất, là mình tự chữa cho mình. Cái này hôm qua có học từ chị Thị Trinh đó, là cái lý do mà người ta nói như vậy là tại vì không phải là chỗ nào không có kết quả, nhưng mà đa số những người trong cái đó họ không có cái chuyên môn về nám. Vì vậy cho nên là đa số những cái nơi mà các anh chị bình thường tới để mà trị nám đó, họ không có đủ chuyên môn và đáp ứng được một cái nhu cầu của các anh chị, đó là da tôi bị đen, làm ơn làm hết ngay bây giờ, thì họ sẽ làm cho các anh chị ngay bây giờ. Và tại vì các anh chị đâu nói rằng là làm cả đời cho tôi được không, nên là họ sẽ đưa cho các anh chị một cái giải pháp tạm thời, trong đó có tẩy trắng, trong đó có phẫu thuật, trong đó có châm kim, hay là làm rất là nhiều các phương pháp để mà giải quyết được cái vấn đề tạm thời. Dĩ nhiên là cái câu hỏi của các anh chị và cái chọn lựa là các anh chị muốn tạm thời hay làm lâu dài.
Và trong cái chủ đề của ngày hôm nay thì chúng ta muốn đưa ra một cái giải pháp lâu dài, tức làm sao để mình thực sự là biết cách chăm sóc da của mình theo một cái quy trình của nó. Tại vì nám không phải là một ngày nó có những người hàng tháng, có những người anh thấy có tin nhắn, có người cả năm, có những người 5-10 năm, nhưng phải một năm. Thì bây giờ cái quá trình đi ngược lại đó, nó là một cái quá trình phục hồi chứ không phải là gọi là chữa không. Cho nên là ngày hôm nay đó, lý do mà muốn mời khoa học gia Thùy Trinh và chuyên gia Nhung đó, Nhung Nguyễn đó, ba anh em, ba chị em chúng tôi đều là Nhung Nguyễn, họ Nguyễn đang đang bá chủ thế giới ít nhất là hôm nay. thì chúng ta muốn đưa ra một cái giải pháp gọi là lâu dài cho những người nào thực sự là muốn chăm sóc. Tại vì khi mà nám chúng ta thấy cái thể hiện bên ngoài, mà bên ngoài nó chỉ là những cái gì nó đã xảy ra trong một cái quá trình rất là lâu dài, có thể từ bên trong rồi, cho nên là phải trong và ngoài. Cho nên chúng ta có hai người, một người bên ngoài, người bên trong hôm nay. Vậy thì chúng ta có thể đi qua một cái quy trình nào đó, chị Thùy Trinh và Nhung có thể hướng dẫn cho mọi người một cái quy trình nào đó căn bản để mà chúng ta có thể bắt đầu chăm sóc da của mình, không những là đang bị nám, đã bị nám mà không chừng sắp sửa bị nám nữa. Ok, chị đi trước là tới Nhung ha. Trước khi bắt đầu cái đó thì chị sẽ nói tiếp cái phần của An rất là quan trọng, là khi chúng ta quan trọng đặc biệt người phụ nữ khi bắt đầu có cái nám là chúng ta bị sản hồn hết và chúng ta đi chữa trị. Và trong cái chữa trị là giống nãy Nhung có nói là lăng kim, laser, rồi tẩy trắng, và có nhiều cái là chúng ta chích thuốc nữa nha, chúng ta chích nữa, rồi cái tẩy trắng. Nhưng mà quên cái then chốt thì chúng ta nói là đầu giờ là mình hiểu được cái nguyên nhân chúng ta bị nám. Thì nguyên nhân của chúng ta bị nám là từ cái hormone bị thay đổi. Thì trong đó các anh chị phải nhớ là estrogen là người phụ nữ chúng ta có. Estrogen là nó điều khiển một cái hormone, nó gọi là, thì nó hơi khoa học nhưng mình phải nói thì các anh chị hiểu, mình sẽ đơn giản thôi. Nó gọi là M, chữ S, chữ H, M tức là melanocyte stimulating hormone. Thì đó là một trong những cái nó sẽ kích thích cho cái melanin, melanin là hắc tố của da. Cho nên khi mình tẩy trắng cái da của mình thì cái melanin ở dưới da mình nó ồ da này trắng quá, thì nó làm gì? Nó sẽ trung hòa lại để nó làm sậm lại. Và cái đó phối hợp chúng ta bị sai, cho nên trắng nó sẽ trung hòa lại. Trắng nó sẽ trung hòa lại cho nên càng sậm luôn. Nhưng mà nguyên nhân là từ bên gốc của bên trong, cho nên chúng ta đang làm sai. Đó là một trong những cái mà chị muốn giải thích cho một số anh chị hiểu rõ. Khi mình ta hiểu rõ cái khoa học của nó rồi đó, là mình biết cái cơ chế chữa nám rất tuyệt vời và rất dễ dàng. Rồi cái tiếp thì chị sẽ nói về cái phần của chị, sau đó có thể là Nhung sẽ bổ sung thêm phần chị. Cái cách mà mình gọi là giải quyết cái nám từ việc đầu tiên vẫn là chỗ là biết được cái nguyên nhân. Khi mà biết được nguyên nhân rồi thì chúng ta trong hay ngoài đều có cách hết. Thì việc đầu tiên là chúng ta cái cách là mỹ phẩm chúng ta đang dùng, là chúng ta cần phải coi cái mỹ phẩm đó là có kết quả, có tốt hay không. Mình phải nhận định trước cái mỹ phẩm đó. Hai là chúng ta sẽ tìm một cái cách là gì, chúng ta rửa mặt, là phải có cái phương pháp rửa mặt tốt. Bởi vì thần đông như nãy Nhung nói góp ý là mọi người phụ nữ ta dùng mỹ phẩm, dùng kem chống nắng, nhưng mà hồi nào giờ chúng ta rửa mặt và chúng ta nghĩ là rửa mặt là ok rồi, đâu cần mắc mớ gì phải dùng tới cái máy rửa mặt. Giống như ngày xưa chúng ta giặt quần áo là chúng ta làm gì, ráy nước giếng chúng ta giặt bằng tay là chúng ta cảm thấy ok rồi, mắc mớ chúng ta còn phải có cái máy giặt quần áo nữa. Nhưng mà giờ thì chính hỏi là còn ai muốn đi ngược về cái máy giặt cái đó nữa, trên thời đại đâu không ai muốn đi ngược về đó điều đó nữa, đúng không? Cho bây giờ cái mặt của mình cũng vậy, tại ngày xưa ta chưa đủ kiến thức, khoa học chưa tân tiến, ta cứ nghĩ gì là xong. Nhưng mà rõ ràng là giống như nãy là biểu bì, trung bì, thượng bì, trung bì, biểu bì, nó có ba cái, rồi bao nhiêu mỹ phẩm ta dùng sáng đêm ngày chiều chống nắng vân vân, rửa không sạch, bao nhiêu cái chất hóa chất tích tụ rồi đưa tới vấn đề. Cho nên việc đầu tiên khi hiểu rõ là chúng ta cho mình một cái phương pháp rửa mặt hiệu quả đúng nhất nha, là cái phương pháp rửa mặt trước. Phương pháp thứ hai nữa là chúng ta làm cho cái lượng oxy hóa ở trên cái da của mình nó giảm dần, bởi vì ánh nắng nó tích tụ vào, chúng ta phải dùng những cái mặt nạ, tức là những cái gì để giúp cái này thì Nhung có thể bổ sung với chị vì em chuyên ngành của em, chị sẽ nói yếu tố khoa học. Tức là chúng ta phải làm sao cho cái da mình bớt bị stress bằng cách là chúng ta phải có vitamin C và vitamin E vào trong da của mình bằng những cái mặt nạ là chúng ta thường dùng vào ban đêm. Đó là thứ hai để giúp mà chữa lành những cái này cho chúng ta bởi những lớp da bên ngoài mà chúng ta bị. Cái thứ ba là chúng ta phải dùng kem dưỡng da, và kem dưỡng da là kem ban ngày là phải có chống nắng như thế nào, kem ban đêm, và cái liệu trình là phối hợp với lại rửa mặt vào buổi tối và rửa mặt vào buổi sáng để giúp cho cái da của mình nó được cải thiện lại. Cái thứ tư là thì Trinh sẽ nói là luôn luôn phải có sự kiên nhẫn, bởi vì nám nó không phải là một cái đường tắt mà chúng ta cần một sự kiên nhẫn rất lâu dài để mới giúp cái liệu trình đó. Cái thứ năm là chúng ta phải biết được là nám nó có thể trở lại bất cứ lúc nào khi chúng ta bị nám, cho nên chúng ta phải cẩn thận với cái nám của mình và luôn luôn phải sử dụng kem chống nắng nha. Và nó đòi hỏi một cái sự cam kết rất là nhiều,
Và tới chỗ kem chống nắng này thì hồi nữa mình có thể chia sẻ cái phần kem chống nắng. Nó có hai loại kem chống nắng mà chúng ta sử dụng. Ngoài việc kem chống nắng dưỡng da là khác, còn một loại kem chống nắng nữa, thì kem chống nắng thì nó lại có hai thành phần mà chúng ta đang bị sai. Thì Trinh ghi xuống luôn để mình nói cho nó đúng chuẩn. Có hai loại kem chống nắng. Một cái loại kem chống nắng nó gọi là hóa chất, tức là hóa chất, chẳng hạn như là oxybenzone nha. Là khi chúng ta để lên nắng của mình á, thì nó sẽ chiếu UV, nó thẩm thấu vào đó, là một. Cái thứ hai, kem chống nắng nó gọi là physical blocker, tức là nó dùng vật lý để chống nắng, là nó dùng zinc hoặc là titanium oxide. Thì cái này là khi nắng nó chiếu vô nó sẽ bị dội ngược lại. Thì phần đông chúng ta bị sai chỗ là chúng ta dùng kem chống nắng sai, là cái loại thẩm thấu. Và khi thẩm thấu lâu ngày nó đưa vào trong máu, và đưa vào trong máu nó mất cân bằng sự hormone nữa. Trên đó cũng là một trong những yếu tố. Cho nên đó là những cái mà khi ta hiểu được cái cách, thì đó là cách mà mình, là phương pháp mà mình sẽ sử dụng. Còn này có thể Nhung bổ sung thêm trưởng chị những cái phần, bởi vì chị nghĩ trong các em thì những cái phần này cũng giống nhau. Dạ, chị nói, chị thì Trinh nói rất là đầy đủ, nhưng mà em chỉ có một vài cái điều mà em muốn khuyên mọi người là nám là nó tới gì nhỉ? Chị Trinh nói là khi mà người ta bị nám thì người ta quảng hồn lên, người ta đi ra người ta mua kem chống nắng, nhưng mà xài kem chống nắng mà mình, nếu mà mình xài mà direct vô cái mặt của mình á, thì mình còn bị nám hơn nữa, tại kem chống nắng nó sẽ vô thẳng những cái lỗ chân lông, rồi nó, rồi mình về mà mình không có rửa sạch cái kem chống nắng đó đi, nó là giống như là bảo vệ cái da mặt mình từ nắng tia tử ngoại UVA với UVB, nhưng mà khi mà mình không có rửa mặt, mình lấy cái đó ra thì cái đó nó sẽ trở thành, nó gọi là tàn nhang, hoặc là nếu những cái da mà họ bị dầu á, thì nó sẽ trở thành đồi mồi, mà những cái da mà họ bị giống như là dễ sensitive đồ này kia, da khô rồi á, thì nó sẽ trở thành nám, mà nám rất là nặng, thì nó sẽ trở thành ba cái loại đó: nám, tàn nhang với lại đồi mồi. Dạ. Yeah. Cái đó là cái cách rửa mặt rất là sạch, phải cần rửa mặt sạch. Cái thứ hai nữa là trong Nu Skin ấy, mà thực ra em cũng rất là ngạc nhiên, tại vì khi mà em xài những cái sản phẩm nổi tiếng về những cái serum của nó, nhưng mà không có cái này thì tại vì em cũng hồi xưa em cũng có mua những cái máy móc rất là mắc tiền ở bên Nhật về em xài, em mới biết. Sau này em nhờ bạn em mới phát hiện ra được cái máy Galvanic Spa. Tại cái máy Galvanic Spa này nó rất là smart, nó làm giống như là, chứ mình có thể compare giống như là cái hãng Apple với cái hãng Blackberry ha. Apple là nó muốn làm sao mà để tiện lợi dễ dàng cho người tiêu dùng và nó có cái kết quả. Thì cái này, cái máy Galvanic nó y chang như vậy. Cái thứ nhất là nó tẩy rửa những cái tế bào, những cái da chết, những cái chất dầu mỡ rất là sạch cận bã trên cái mặt của mình. Rồi sau đó nó có một cái spray, cái thứ hai là cái serum thứ hai, nó đưa cái thức ăn vô, nó giống như cái cơ thể mình đó, để cho nó làm cho cái da của mình nó săn chắc và nó khỏe mạnh. Mà khi mà cái da mình săn chắc khỏe mạnh thì khi mà mình xài một cái sản phẩm nào đó, hay lỡ mình có đi ra ngoài mà bị nắng hay là bị giống như là khói bụi thì nó dơ đó, về nhà mình rửa thì cái da mình nó mạnh, nó săn chắc, thì nó nằm ở trên bề mặt thôi chứ nó không có vô trong cái lỗ chân lông. Rất là tốt. Rồi những cái, một cái sản phẩm này em rất là yêu thích khi mà em xài của Nu Skin nữa là cái sản phẩm nó gọi là Power Lift á, nó mà cái chế độ 1:1 khi mà mình pha đó. Cái đó khi mà mình những người mà giống như cái này đã làm là cũng good cho những cái người làm biếng, với lại những cái người mà không có rảnh, không có thời gian, thì một tuần mình có thể làm một hoặc hai lần, cái mình rip hết cái dơ bẩn lên, thì khi nào nó có clean, nó clean rất là sạch. Rồi trong cái Nu Skin nó có cái Mud Mask, cái Marine Mask, là thường thường người Việt Nam mình hay là tất cả những người trên thế giới giống như là Korea này, Japanese, Thái Lan rồi đó, bây giờ họ rất là chuộng, họ xài cái Marine Mask, là cái đó là cái mặt nạ buồn. Khi mà cái mặt nạ buồn đó cho những cái người cho mình xài một tuần hai lần á, là khi mà cái mụn cám nè với lại chất dầu mỡ trên cái T-zone của mình nó sạch, với cái hormone của mình nó thay đổi, thì khi mà mình xài cái mặt nạ buồn nó làm cho cái da mình nó rất là mát, tại vì cái đó nó lấy từ cái nước nó rất là lạnh, mà nó lấy marine mask là nó sản xuất ở trong bên Canada nữa, cho nên mình rất là thích. Dạ. Đi mua mình là buồn em ơi. Dạ. Khi mà em tìm hiểu á, thì em thấy nó lại compare với những cái sản phẩm ở bên ngoài nó có rất là nhiều hóa chất, mà cái này á, khi mà em với mọi người nói là cái sản phẩm Nu Skin nó quá mắc thôi không bao giờ xài, hay là khi nghe tới Nu Skin là nó bán qua mạng hay là qua nhà như vậy mọi người không có thích, nhưng mà thực sự khi mà mọi người đọc
đọc mình mà hiểu, tại vì em cũng rất là may mắn, bạn của em là cũng nhiều, rất là nhiều doctor với lại dentist, thì khi mà tụi em hội họp trở lại thì họ sẽ nói về da này kia hay là nói về chất này chất kia, thì mình hỏi người ta cái chất này vậy vậy thì có đúng không, thì mọi người đều trả lời là wow, vậy sao really, cái người ta mới lấy cái hộp người ta coi cái mình mới nói yes it is, and cái tờ price point nó rất tính ra rất là rẻ. Dạ. Khi mà mình xài mình mới thấy là cái sản phẩm nó rất là hữu hiệu, và đặc biệt là mình được xài natural, có nghĩa là sau này đó, khi mà long term á, thì sau này á, về về lâu về già á, thì mình có xài nó lâu nó cũng vẫn không có bị ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Đây là một cái điều mà anh nghĩ rằng là nhiều người không có biết đó Nhung. Dĩ nhiên là ngày hôm nay các anh chị sẽ học được hai điều. Điều thứ nhất là chúng ta hiểu rõ về nguyên nhân của nám, để cá nhân các anh chị cũng nên đánh giá là cái nám của mình nó tới từ đâu. Tại nhiều khi cứ thấy nám rồi cứ chạy đi mua những cái giải pháp, nhưng mà những cái giải pháp nó nhiều khi không đúng với cái nguyên nhân nám của mình, thành ra là nó bể việc ra, nó là còn bị nặng nữa. Có người nói là bị 10 năm rồi, có thể là do 10 năm đó cái cách ăn uống mình không đổi, cái môi trường không đổi, mỗi ngày cái đèn nó cứ dọi vào mặt mình rồi đi ra ngoài tìm những cái giải pháp không có đúng. Nên là đối với Nu Skin thì một trong những cái mà anh biết được là những cái quy trình mà những cái sản phẩm của Nu Skin nó không có phải đưa ra cái giải pháp ngay lập tức, mà nó thiết kế lại cái cơ thể và tế bào của mình và da của mình để nó trở lại như xưa, chứ không phải là bôi lên là xong được. Nghĩa là thời gian chúng ta không có nhiều. Cách anh nghĩ rằng đây là một cái chủ đề mà phải kéo dài rất là nhiều tiếng đồng hồ để chúng ta nắm bắt được kiến thức từng cái giai đoạn một. Tại vì ví dụ anh coi trên TV đi, cái này thì mỗi chị có thể trả lời trong 30 giây thôi nè. Anh thấy có những người xài uống estrogen, uống collagen của những cái này vô đó, với cái hy vọng rằng da mình nó đẹp hơn, nó thay đổi. Thì 30 giây chị Thùy Trinh và Nhung mỗi người trả lời cái đó như thế nào? Tại vì em thấy có nhiều người vẫn làm chuyện đó. Thứ nhất là bởi vì họ hoàn toàn không hiểu và họ nghĩ tới con đường tắt là cái này nó sẽ cho kết quả, thì Trinh chỉ lắc đầu cười thôi. Bởi vì tôi nói về khoa học và cơ chế estrogen, rồi đưa tới MSH, rồi đưa tới melanin là kích thích nó thế nào, cân bằng lượng estrogen như thế nào. Và chỗ này chúng ta đã sai thì giờ có uống cái gì vô nó cũng không điều chỉnh được điều đó. Cho nên mình khuyên cái ta là không nên. Nhưng mà dĩ nhiên mọi người thì Trinh nói rồi, chúng ta không chết vì bệnh nám, nhưng mà thật sự chúng ta chết vì ta thiếu kiến thức thôi, thật sự là chúng ta Không không điều chỉnh đúng được nguồn có gốc, chết thì hết tiền nữa. Cho nên đó là do mình đã có những cái nền tảng kiến thức chẳng hạn đó, người ta phải hiểu. Giống như là này, cho chị thêm chút 30 giây đi, chẳng hạn như thông tin bây giờ tràn ngập Facebook, ví dụ mình đang nói lấy cái chuyện corona thôi đúng không, ở đây tờ báo nói là chính phủ Mỹ, tờ fake news rất là nhiều, nói tất cả nhiều đời đó là do Bill Gates nói, mà Bill Gates đâu có nói, hay là nói ở nước Mỹ là 3 tháng tới là không cần phải trả tiền đà, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tất cả nó làm gì có hết đúng không. Tức là đó là những thông tin mà nó lan truyền, và chúng ta chỉ lan truyền miệng từ người này qua người khác, và ta chỉ sử dụng, và chúng ta hoàn toàn không có cái nền tảng để hiểu rõ cái nguồn gốc chính thống. Còn khi ta hiểu rõ nguồn gốc chính thống thì nó không phải là một ngày một đêm mà có thể chữa được nám đâu. Rồi Nhung, mời em. Thì em ấy thì mình phải, nói chung là mình phải kiên nhẫn, tại nám nó rất là khó trị, mà nếu mà trị được thì từ 60 tới 80% là mình rất là mình mừng rồi, tại vì nó cũng mờ đi là mình thấy tự tin rồi. Với lại nếu mà túi tiền ông xã cho phép thì cứ xài. Giờ đó chúng ta còn 10 phút, và đây là quan trọng này. Dĩ nhiên là hồi nãy giờ các anh chị nắm bắt một số kiến thức để các anh chị thấy rằng là trong trong New Skin và trong đội nhóm kiếp, chúng ta có những người rất là chuyên môn, có những cái sở trường rất là chuyên môn, không phải đơn thuần vô là chị cứ mua sản phẩm về test lên. Nhưng mà thứ nhất là đối với sản phẩm và khoa của New Skin họ đã rất là khác biệt rồi. Nhưng mà ngay cả những người trong đội nhóm của chúng ta cũng vậy, đặc biệt là chúng ta rất là may mắn có những người chuyên gia là người Việt như là khoa học gia Thùy Trinh hoặc là như Nhung, và có rất là nhiều anh chị em khác để giúp. Thứ nhất, và đặc biệt là những cái chương trình này cũng vậy, thứ nhất là giúp chúng ta có kiến thức rồi sau đó mới đưa chúng ta cái giải pháp. Tại vì khi chúng ta dùng giải pháp mà không hiểu nguyên do thì chúng ta cũng rất là bị mù quáng, và trong cái mù quáng của mình lại không biết cách giúp người khác, và thấy người khác bị nám cái là những cái gì mình đang xài cái là trát lên mặt họ cũng không có được, tại vì cái nám của họ có thể rất là khác với cái nám của mình. Anh nói là các anh chị biết là hồi nãy anh thấy có 8 cái nguyên nhân bị nám rồi, thì bây giờ đó chúng ta Nu Skin thì có những cái sản phẩm bên ngoài và chúng ta có những cái sản phẩm bên trong, đúng không ạ? Và nám thì nó là một cái gì đó mà cần phải có cái sự kết hợp giữa ngoài và trong để cho nó quân bình, nội tiết tố rồi da rồi ánh sáng và tất cả những cái này. Và Nhung là người chuyên gia về những cái sản phẩm bên ngoài, chị Thùy Trinh thì cái gì cũng chuyên gia hết, nhưng mà đặc biệt là những cái gì về liên quan về bên trong. Vậy thì hôm nay Nhung có thể cho mọi người biết một số cái sản phẩm hoặc là một số cái bước đầu tiên mà mọi người có thể bắt đầu ngay từ bây giờ để mà
hỗ trợ cái việc về nám, rồi sau đó mời chị Thị Tinh nói về những cái sản phẩm bên trong. À, dạ, những cái sản phẩm bên ngoài của Nu Skin em would recommend đó là cái thứ nhất là mình rửa mặt mỗi ngày sáng tối bằng cái máy Lumi Spa đó. Dạ, em có đem đây. Dạ. Rồi sau đó một tuần á, một hoặc hai lần nếu mà làm biếng, còn nếu mà siêng năng mà muốn kết quả nhanh hơn chút á, à, 2 tới 3 lần xài cái máy Galvanic Spa đó để mà ủi cái máy cái mặt. Rồi mình có Nu Skin, mình có những cái loại mask mình có thể xài. Mà đặc biệt cái này là rất là đơn giản nhưng mà mọi người không có để ý nha. Makeup remover rất là quan trọng. Trước khi mà mình, tại vì đối với phụ nữ khi mà mình xài mỹ phẩm đó, tẩy mình phải lấy tẩy trang. Nhưng mà cái máy rửa mặt của mình đã giúp rồi đó nha. Cái máy rửa mặt mình đã thế cái makeup remover luôn rồi. Dạ, nhưng mà có nhiều người chỉ biết tại sao mấy cái những cái movie star đồ gì họ xài họ để cái da họ đẹp như vậy là tại vì họ phải trước khi mà mình remove, mình mới tẩy trang đó chị, mình cần phải makeup remover mình tẩy đi. Tại vì trong makeup remover nó có thể tẩy rửa những cái sản phẩm bây giờ nó có nó giống như là water, nó gọi là waterproof đó chị, là cái đó nó khi mà mình xuống nước cái mỹ phẩm cái đó nó không có trôi. Dạ, thì cái makeup remover nó có thể remove tất cả những cái đó trong cái lớp makeup remover. Rồi cái bước thứ hai nữa là mình xài sản phẩm rửa mặt, sau đó là toner, sau đó là serum, kem ban ngày, ban đêm, với lại kem chống nắng, đặc biệt là kem chống nắng always. Nói và cái kem chống nắng của Nu Skin có cái gì đặc biệt so với những kem chống nắng bình thường ở ngoài? Kem chống nắng của Nu Skin nó đặc biệt là tại vì trong kem chống nắng của Nu Skin nó có moisturizer trong đó luôn, thì nó không có giống như là lỡ mà mình có bị block cái pore hay là mình lỡ mà mình không có rửa mặt rồi trong vòng 15 tiếng á, nó cũng không có sao hết. Nói chung là nó không có làm cho cái đó nó thay đổi cái melanin là cái hấp tố da của mình. Đặc biệt cái tên của nó là Spectrum. Thì bạn có, mọi người có biết là giống như là khi mà trên Broadway rồi trên người ta xài rồi vậy đó, thì nó bảo vệ rồi rất là tốt. Và nó không có có cái lớp bột ở trên. Cho chị góp ý phần của An nói về kem chống nắng là tại sao nó khác với ngoài thị trường, là có hai loại kem chống nắng. Các anh chị chịu khó coi cái nhãn hiệu nha. Một cái nó gọi là chemical sun blocker. Chemical là nó dùng chemical là oxybenzone, hầu như tất cả đều dùng cái này. Và nó làm điều gì? Là nó cũng là chống nắng, nhưng mà nó sẽ thẩm thấu UV light. Là tức là khi chúng ta che lên cái lớp da của mình thì UV light thẩm thấu vào cái lớp đó, và nó ở đó nó không đi vào da của mình. Tai hại chỗ đó là những cái chất này nó sẽ thẩm thấu vào da của mình và nó sẽ đi vào trong máu, sau đó sẽ đưa tới những biến chứng khác trong cơ thể. Ngoài ra, khi chúng ta sử dụng điều đó, chúng ta rửa mặt không đúng cách. Cho nên khi chúng ta rửa mặt không đúng cách thì lại là tai hại. Cho nên đó là một cái chị cần phải tránh xa. Cho nên kem chống nắng, chúng ta dùng kem chống nắng gọi là physical blocker. Nhớ nha, tức là một cái là vật lý, hay là cái trận bật vật lý. Trận bật vật lý là sao, là dụ nó là dùng zinc với lại titanium dioxide. Cho nên đó là những thành phần. Còn nếu mà khoa học chút xíu nữa là thành phần bao nhiêu sẽ tốt nữa. Thì cái đó có nghĩa là khi UV nó đưa vào mình đó, thì nó sẽ bị reflect, tức là nó dội ngược và nó không thẩm thấu trên da của mình, mà nó phản chiếu ngược trở về sau đi, ngược về sau đi. Thì cái cách này là cái cách tốt và hiệu quả hết cho kem chống nắng. Và đó là cái thành phần nằm ở chỗ này mà chúng ta thấy rõ là nó vượt trội là chỗ đó. Cho nên không nhất thiết anh chị phải mua sản phẩm của Nu Skin, chỉ cần đi tìm sản phẩm nào mà physical blocker mà có thành phần giống như vậy là ok. Nhưng mà khổ nổi là không có. Và muốn làm cho cái da mặt mình với lại nó đỡ cái tàn nhang nữa là trong Nu Skin nó gọi, nó có một cái nó gọi là cái facelift á. Cái facelift activator nó có mình để mình với lại cái facelift powder mà mình như cứ nói đi để mà mình pha cái chế độ 1:1, cái đó cũng là một tuần 1 hoặc 2 lần. Rồi trong Nu Skin á, mình có thể xài cái bộ nó gọi là Dry Fate hoặc là bộ 180.
Chúng ta thì có rất là nhiều sản phẩm, tại vì dĩ nhiên là anh nghe Nhung nói những cái tên sản phẩm thì anh biết cái sản phẩm nào. Những người mới hôm nay chúng ta có rất là nhiều người mới lần đầu tiên nghe đó, đặc biệt là khi chúng ta có những cái từ tiếng Anh họ sẽ không biết cái sản phẩm nào hết. Các anh chị đừng có lo, thế giới chưa có hết ngày hết giờ. Chúng ta sẽ có những cái chương trình, đặc biệt là những người mà giới thiệu và kết nối các anh chị Đâu đó. đây, em có đây. Đây là 180. Ok, Dạ. nó sẽ có nhiều sản phẩm lắm, cho nên Dạ, là cái em người mà có có giải pháp này. Right Không, nhà của Nhung có đất tất cả sản phẩm. Dạ, tại vì làm việc bằng Việt tâm người Nam ta khó mình lấy phải chịu tới thử chạy trước dùng khi mình bán cho người ta, phải không cái chị? sản phẩm. Ok, Mình phải bây giờ thử trên mình trước chứ. nói về những cái sản phẩm bên ngoài đó, nó tóm tắt lại một một số điều rất là căn bản, đó là rửa mặt này, rồi rửa mặt có thể rửa mặt bằng Lumi Spa, và nếu mà điều kiện cho phép và nhu cầu có thì chúng ta có thể xài thêm cái máy Galvanic Spa hay là Facial Spa để làm cho cái da của mình nó tốt hơn. Rồi kế tiếp những cái serum có thể cải thiện cái làn da của mình, hoặc là mặt nạ, những cái mặt nạ bùn hoặc là những cái mặt nạ đắp, rồi những cái kem dưỡng, và sau đó thì cái kem chống nắng của Nu Skin gọi là Sunrise 35 đó ha. Thì đó là một số cái sản phẩm bên ngoài. Dĩ nhiên là trong cái chương trình ngắn gọn ngày hôm nay chúng ta không có thể nói hết tất cả công dụng của tất cả những cái sản phẩm đó. Anh chỉ còn có mấy phút. Bây giờ muốn quay qua với khoa học da thị trường một chút để nói về những cái sản phẩm mình cần phải sử dụng bên trong và lý do tại sao mình cần sử dụng những cái sản phẩm này. Mời chị Thùy Trinh. Ok, tới bên trong thì khi mà chúng ta hiểu rõ cái nguyên nám của mình rồi á, thì nội tiết tố là một trong những điều quan trọng. Và để cân bằng được nội tiết tố là chúng ta việc đầu tiên là chúng ta đi ngủ trước 11 giờ để giảm cái stress đó trước nha, tại stress ảnh hưởng và cố gắng cân bằng cuộc sống là việc đầu tiên ta làm, tại cái đó rất là dễ. Chúng ta thay đổi những điều đó nha, là thì cho nó ăn đủ giờ, đủ chất, uống đủ nước, ngủ đủ giấc là cái cơ bản mà mình khuyên mọi người rồi, là nó cũng sẽ thay đổi rất nhiều nha. Rồi bên trong thì khi mình đưa cái vấn đề này là cái gut, tức là cái đường ruột của mình đó, ruột non, ruột già, là chúng ta không bao giờ làm cho nó sạch hết, nó rất là dơ bẩn nha. Nó giống như đường ống cống nó bị thối gì đó, xin lỗi thì chị phải dùng từ này chứ không biết từ được. Chị phải dùng nó đơn giản nhất cho mọi người, dùng dùng từ tao nhã quá mọi người sẽ không có nhớ. Cho mình cứ tưởng tượng ống cống nó bị hôi thối thế nào thì đường ruột mình nó y chang vậy đó, thì người ta sẽ rất là nhớ và chúng ta sẽ sợ thật sự là nó như vậy. Rồi cái tiếp nữa là cái gan của mình nó dơ cỡ nào, đúng không? Cái máy lọc, cái central air của mình biết có thay cái filter đúng không, thay nhớt xe, thì các chị nghĩ cái gan của mình nó lọc bao nhiêu cặn bã, nó dơ cỡ nào, thì đó là nguyên nhân là cái gan mình rất là dơ, bao tử của mình, đường ruột, ruột non, ruột già rất là dơ. Cho nên chúng ta cần phải detox, có nghĩa là thanh lọc những cái này cho cơ thể trước, tức là khi ta thanh lọc nha, ăn đủ chất, uống đủ nước, ngủ đủ giấc, rồi chúng ta cần phải thanh lọc cái này bằng những thức ăn tốt thì nó sẽ giúp rồi. Nhưng mà cơm áo gạo tiền quá bận rộn, ta không có đủ thời gian để ăn thức ăn tốt. Chúng ta tôi biết mà, nhưng mà bận rộn muốn tôi ăn món mì gói thì sao, rất là cái chắc đúng không. Thì có giải pháp là chúng ta cần phải dùng dinh dưỡng để có thể cân bằng lại những cái thiếu sót mình đang có trong cuộc sống, bởi vì không ai giống như là Trinh rảnh mà đếm từng món thức ăn mỗi ngày đúng không, có mình thôi à. Cần tất cả các bạn đều là phải cân, cho nên mình phải bù trừ lại, thì chúng ta hãy nên cân bằng những dinh dưỡng trong cuộc sống hàng ngày của mình. Thì cân bằng trong việc dinh dưỡng của mình là gồm cái gì, là phải có những cái chất giống như là dầu cá, là omega, vitamin C, D và E, đó là bốn trong những cái đó cơ bản lọc gan và cơ thể thận của mình, với lại cái gấp đường thì những sản phẩm có thể dùng được. Thứ nhất là một sản phẩm có thể dùng được là Youth, hay là chúng ta gọi nó là White Span, là một cái sản phẩm. Sản phẩm thứ hai chúng ta có thể dùng được là R2. R2 là nó sẽ thanh lọc gan và thận cho chúng ta. Một cái sản phẩm nữa là Probio, là nó sẽ giúp cho cái đường ruột chúng ta được cân bằng nha. Rồi cái sản phẩm thứ tư là chúng ta có thể dùng Life Pack mở ngoặc, Life Pack Nano cũng được, tùy theo thị trường nào chúng ta có, cho nên chị để chung chữ Life Pack nha các anh chị. Rồi cái sản phẩm mà yêu thích nhất của tất cả mọi người là G3 ngoặc JVI, bởi vì cái đó là cái tuyệt vời nhất để làm sao, để giúp cho làn da chúng ta đẹp nhờ cái beta carotene, là có đó là phối hợp rất là cực kỳ quan trọng. Thì đây là những cái danh sách thì Trinh đưa các anh chị, nhưng mà sẽ có thì Trinh sẽ lấy thứ tự lần lặp lại là cho ai cho rõ. Thứ nhất White Span, thứ hai R2, thứ ba là Probio, thứ tư là Life Pack, thứ năm là G3 mở ngoặc JVI, tùy theo thị trường. Nếu chúng ta là người cảm thấy là tài chính không thành vấn đề và sức khỏe sắc đẹp là trên hết và tiền không là quan trọng, thì Trinh yêu cầu các anh chị dùng hết cái đó, bởi vì nám là bệnh của nhà giàu. Còn nếu các anh chị là người không có tài chính nhiều hết mà mình bị nám,
thì chúng ta có thể dùng một trong những này và chúng ta thay đổi dần. À, 3 tháng này tôi dùng cái này, 3 tháng sau tôi dùng cái kia. Chứ là trong những cái này chúng ta sẽ xây dần thì chúng ta sẽ cân bằng lại được. Dĩ nhiên thì nó sẽ chậm hơn là cái người có nhiều tài chính hơn, đó là sự công bằng. Nha. Cho nên cái cuối cùng chính là muốn rẻ và nhanh thì nó sẽ không bao giờ tốt. Muốn tốt và nhanh thì nó cũng chả không bao giờ là rẻ. Và muốn tốt và rẻ thì nó không thể nhanh. Hơi bị rối nhưng mà ghi xuống đi. Và khi mà hiểu được vấn đề đó thì chúng ta sẽ chữa nám được, bảo đảm. Ok. À, thời gian chúng ta có hạn, thành ra là các anh chị thông cảm, chúng ta sẽ quay lại để nói thêm về những cái chương trình này. Sau cái ngày hôm nay đó thì Nhung và chị Tuyết Trinh sẽ gửi cho các anh chị cái tên những cái sản phẩm này để chúng ta có thể biết. À, rồi gửi cho những người nào muốn tham khảo. Dĩ nhiên là chúng ta biết rồi, đây là một cái chủ đề mà nó nhiều lắm, thông tin mà đâu có thể nào mà 45 phút chúng ta xong được, nhưng mà hôm nay cũng đủ để chúng ta có một cái khái niệm ban đầu về nám, để chúng ta có tìm ra cái giải pháp. Và hôm nay thì em cũng muốn đại diện cho mọi người cảm ơn khoa học gia Thủy Trinh, cảm ơn chuyên gia Nhung Nguyễn đã cống hiến cái thời gian và kiến thức để giúp cho người Việt. Và đây cũng là điều rất là quan trọng nè. Cái điều đầu tiên mà tụi em muốn làm đó là cung cấp kiến thức cho người Việt ở khắp nơi. Thứ hai là đưa ra những cái giải pháp. Dĩ nhiên là nếu các anh chị muốn những cái sản phẩm mà chị Thủy Trinh vừa giới thiệu hay là Nhung vừa giới thiệu, đây là những cái sản phẩm đã được nghiên cứu kỹ, đã được sử dụng và đã được chứng minh. Thành ra là các anh chị có cái nhu cầu hãy liên lạc với người mà kết nối với cái gì ngày hôm nay để họ hướng dẫn cho các anh chị cách thứ nhất là mở mã số, thứ hai là có thể mua sản phẩm về để trải nghiệm. Rồi các anh chị có thể tham dự những cái chương trình huấn luyện thêm chuyên sâu hơn về những cái này. Và các anh chị cũng biết rằng là cái gì cũng vậy, kiến thức quan trọng, cam kết quan trọng và cần phải có cái tư duy đúng. Chúng tôi, anh đại diện cho mọi người nói với các anh chị là chúng tôi không có một cái giải pháp qua đêm. Thậm chí là nếu anh chị em nào mà muốn tìm ra cái giải pháp, các anh chị phải cam kết ít nhất là 6 tháng với những người về nám. Tại vì đó là một cái quá trình phục hồi, chứ không phải là một cái giải pháp. Nếu các anh chị muốn nhanh thì lăn kim hay là đi gì đó cũng được. Nhưng mà muốn cái giải pháp lâu dài, hãy có cái sự cam kết. Dĩ nhiên là chúng ta có cái nhu cầu để mà thay đổi. Rồi kế tiếp chúng ta phải coi cái điều kiện của mình nữa. Vậy thì những cái sản phẩm mà Nhung đưa ra hoặc là chị Thủy Trinh đưa ra, các anh chị hãy xem xét là cái điều kiện của mình về kinh tế nằm ở đâu. Thì mình có thể bắt đầu với những cái sản phẩm đơn giản nhất trước và sau đó chúng ta có thể gia tăng tùy theo cái nhu cầu và điều kiện của mình. Và chắc chắn là chúng ta hãy nên kết nối với người đã giới thiệu của mình ngày hôm nay để chúng ta được hướng dẫn thêm. Còn ngày hôm nay một lần nữa chúng ta hết giờ cho nên là em không có thời gian để mà chúng ta mổ xẻ thêm, mặc dù em có rất là nhiều câu hỏi mà chưa được hỏi. Cho nên là chắc chắn sẽ hẹn lại. Thì cũng có thể mời Nhung và chị Thủy Trinh có cái lời chia tay mọi người hôm nay, tạm gọi là tạm biệt ạ. Thank you. Cảm ơn anh chị lắng nghe. Thì một lần nữa giống như An nói thì chị em chúng tôi là chỉ muốn cho các anh chị có một cái kiến thức để mình hiểu cái liệu trình của nám mình, rồi các anh chị hãy tự phân tích nám mình ở chỗ nào. Và cái hay là trong đây là những sản phẩm này nó sẽ giúp các anh chị ở cái túi tiền mình đều có, và chúng tôi vẫn có những cái phương pháp giúp các anh chị là có kiến thức đúng, và tùy theo cái khả năng tài chính của mình chúng ta vẫn chữa được nám, chứ không đừng có nghĩ là mất hy vọng, không có đâu, là chúng ta giúp được anh chị hết, chứ không thể nào là chỉ có người có tiền mới chữa được, chứ đó hoàn toàn sai lầm. Là những này mình đưa ra nhưng mà sẽ giúp được anh chị, cho nên hãy liên lạc với cái người mời các anh chị đó thì họ sẽ giúp anh chị, và họ đã cắn cho các anh chị sử dụng, các anh chị sẽ được kết nối với tất cả những người chuyên gia để có thể đồng hành giúp cho các anh chị trong cái hành trình này. Okay, cảm ơn anh chị. Cảm ơn Nhung và cảm ơn các anh chị một lần nữa, và hẹn gặp trong những chương trình lần kế tiếp.